Chào tất cả anh em bà con nha. Nay em tiếp tục làm thêm cái video clip cho bà con và chia sẻ những cái chiếc xe bên bãi. Hôm nay cũng là ngày thứ ba, là ngày mùng 10 tháng 12 nha. Và lúc 5 giờ chiều em lại làm thêm cái video clip chia sẻ đến cho bà con về chiếc xe này nha. Ui, tắt cái máy xe kia giùm cái. Đây là một chiếc Isuzu 209. Giá của em nó có cái giá là 215 triệu. Là đời 209 nha, form mới đó còn. Này là 209 form mới nha. Còn đây là chiếc Gencha đời 209 luôn. Này là Gencha này 209, em chưa có quay YouTube nè. Anh em mà con nào mua thì xem nha. Xe này anh em nhìn coi, rất là đẹp nha. Xe này nước sơn, nói chung là nó có vài chỗ chảy xước nhỏ thôi, nhưng mà nằm bên không đáng, nên em chưa có đem sơn lại nha. Mấy cái vỏ này thì bà con nhìn coi, nó còn khoảng cả 80% nha. Nước sơn nó còn rất là đẹp nha anh em. Nước sơn còn đẹp. Chiếc xe này khách mang tới bán, bán chưa có giá đời 205 nha, mà bán có 40 triệu thôi, nhưng mà nát quá em không mua nổi. Cái gì? Dễ không được. Máy móc nó kêu quá trời à. Đi nó rẻ tiền thôi, nhưng mà nó nát quá đâu mà cũng không thể thâu được. Thôi bây giờ khách hàng lại đi về. Thế ông khách này gần đây thôi. Với cái chiếc xe này á, thì anh em bà con nhìn thấy nè, xe nước sơn rất là đẹp nha. Hai cái đèn nó còn mới tinh nha anh em. Cái đèn nó còn mới luôn, bà con thấy không? Nó rất là mới nha. Và cái mặt nạ một carom này nó còn nè, và cái đây người ta làm thêm nha, cái miếng này người ta dán thêm, người ta làm cho nó đẹp thôi. Đây nó bị mất cái chóc miếng carom này, còn cái đèn phía bên này nè, anh em nhìn này, rất là ok. Cái mát này là mát Honda nha, cái này là người ta dán lên cho nó đẹp thôi, chứ không có phải là cái gì đâu nha. Mấy cái chi tiết chỗ này thì còn ok hết. Giá của nó là 165 triệu nha. Xe này nói chung là những cái đây người ta ốp hết rồi. Người ta ốp hết cho anh em mình rồi. Bây giờ anh em mình là về chuẩn bị xài thôi. Còn những cái đường nét chỉ này nó vẫn còn hết ha. Góc cạnh của mấy cái đường xe này, cái sơn đó bà con mới nhìn. Nhiều người cứ lầm tưởng đâu là sơn zin, sơn zin 100%, nhưng mà thật ra không phải. Do cái nước sơn này là nước sơn xịt, năm ra mình nhìn thì mình tưởng là sơn zin, nhưng mà thật ra không phải nha anh em. Còn cửa xe này, cái xe này á, mình đi mua cái xe này mình hên cái là được cái là không khoan đục nha, không có taxi. Anh em nhìn phân biệt những cái chỗ này không có khoan đục. Nếu mà có khoan là bà con nhìn những cái vết nha, những cái vết mà đây là anh em nhìn là những cái ô này đúng không,
cái ô rằng này nó đều hết. Nếu mà có một chỗ nào đó bị sạch chân lật, đây cái vùng này là vùng khoang lỗ taxi, đây từ cái chỗ cái tay nắm này xuống là chỗ này là chỗ khoang đủ taxi, nhưng mà cái chiếc này nó không có ha, nó không có này nghe em bà con, mà góc cạnh bên trong này. Xe này thì nấy zin 100% hết ha. Bên trên thì nó có cái loa ha, cái loa, còn cái sàn sàn thì ok hết. Xe thì nỉ hoàn toàn hết nha, từ trong ra ngoài nỉ hết, cho nên là cái chiếc xe cái màu này em nghĩ là nhiều người rất là thích cái màu này ha. Cái đợt mà em có đăng một chiếc về cái màu này á, đăng lên chỉ có 15 phút là có người chuyển tiền cho em hết rồi, người ta chuyển một lúc là hết tiền luôn bà con. Cho nên là cái đợt cái chiếc xe đó là nói chung là nhiều người người ta like em lắm, có người người ta hứa là sáng mai là chuyển sớm, mà có người thì người ta chuyển luôn, đâm ra là rất là khó chịu. Xe này, cái chỉ này nó còn zin nguyên hết này. Nói chung là xe nước sơn đẹp không. Xe này nói chung là không có chê cái điểm nào hết, rất là sạch. Những cái nách cửa này, nhất là nhìn mấy cái nách bên trong là mình thích rồi. Không. Đây chiếc xe đời 2011 nha, có cái giá bán là 175 triệu nha. 175 triệu là chiếc xe đó nha nè. Nó là dòng Hyundai Eon. Thì bây giờ em sẽ đi qua phía bên này em quay cho bà con xem luôn. Cái xe này đời của nó là đúng đời 2009 luôn đó nha anh em. Đăng kiểm thì hết hiệu lực tháng 3 năm 2020 nha. Xe thì biển số 60A. Xe này thì ủy quyền và công chứng bình thường nha bà con. Ủy quyền công chứng bình thường hết. Nói chung là cái xe này từ nách bên trong, nách bên ngoài nó đầy đủ hết. Nó đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết. Cái vô lăng nó cũng còn sạch sẽ đẹp luôn ha. Xe thì có cái màn hình. Dưới nó không có rách không. Rất là đẹp nha. Trần này là bằng nỉ ha, bằng nỉ người ta bọc mi lông cho nó sạch, cái xe nó không có dơ nha. Thì bây giờ em sẽ quay bên trong cho nên là xem. Phần đầu tiên thì em quay cho bà con xem cái đèn của nó, đèn kim luôn, cái xe còn nguyên hơn. Đầu đít là không có tí lỗi luôn nha bà con.
những vết bấm của hãng là còn zin nguyên hết ha. Đây là cái hộp não của xe nha bà con, hộp não này bị vô nước là xe này là vứt đi, cho nên là cái xe nó quan trọng nhất là cái hộp này nè. Nếu mà xe bị ngập nước là mấy cái này là hư hết. Còn cái dàn xe này còn nguyên ha. Đây là cái bơm trợ lực, máy nổ gọi là cực đỉnh luôn ha, máy nổ êm lắm. Cái xe này nó dùng bằng bếp full, động cơ của nó là 1.4, nó rất là tiết kiệm, 100 cây nó chỉ có 6 lít tới 7 lít thôi. Cho nên là rất là nhiều người đi tìm và mua những cái loại xe như thế này để đi cho gia đình. Cho nên là với cái xe này thì em mang lại cho bà con là cái mẫu xe coi như là nhiều người tìm mua nhất trong năm nay nha. Trong năm 2020. Xe đầu cản form đèn còn rất là đẹp nha. Rất là liền. Cho nên là anh em bà con là mua cái xe này thì hãy đến tại ô tô Van và nghiên cứu cái xe này và mua cho gia đình mình nha. Đây là nỉ thôi. Nỉ đó anh em. Cho nên anh em bà con nào mua cái xe này thì hãy đến ngay ô tô Phúc Anh nhé để mua và sở hữu cho mình chiếc xe này nha. Nó là một dòng Gentra đời 2009, có cái giá là 165 triệu cho bà con, phù hợp với tất cả anh em bà con đi. Thôi em xin chào và hẹn gặp bà con với những cái video tiếp theo nhé. Cảm ơn và hẹn gặp bà con.